đây mấy anh em, cầu xăng, xăng thì nó hút bằng bơm lên nghe anh em, hút trực tiếp. Đây, nghe water on my neck, you can ski on it. You... Dạ, xin chào mấy anh em nha. Thì lâu quá rồi em cũng chưa có lên video nha. Thì hôm nay là có một làm dọn lại ha. Cái này dọn trong này vệ sinh thôi, chừa rửa với mà làm bô là cho anh em ha. Thì một con Honda GX 620 nha nè, T-Win ha, Honda. Cái dòng này thì đường cái nó khỏe. Nhật thì cái IC của nó không có bị hẩm tua ha. Đây, anh em nhìn nó bác nè. Rửa vẫn giữ được cái màu zin của nhôm ha, không có bị cháy hay là bị ố ha. Cái lược nhớt zin luôn nè, máy còn rất là đẹp ha. Đây, nó đạt cái này là Euro 2 là cái chuẩn khí thải nha anh em. 20 HP nè. 15 kW, 620cc nha, cm khói. Thì em câu sẵn đề với tắt luôn, chừa rửa cho anh em. Cục này là cục sạc nha, sạc thì em câu gọi cho này, test lửa cho này, đè ra băng. Ở đây em có đóng khung mà, mã số khung của nó đây nè anh em. Ốc thì đẹp, máy thì em test nổ gọi cho nha, nè. Thì video rất nổ thì em mới test rồi. Còn bây giờ em đóng hàng cho mấy anh em ha. Còn này lên ga, đời này thì lên ga bằng cái này nha anh em. Đây. Rồi. Lâu quá thì cũng chưa có lên video chạy bằng làm đồ đạc cho anh em. Rồi, chào mấy anh em nha. Thì ở đây có một con mình cũng đang dọn đây. Dọn lại con này thì mình làm nắp với bình xăng con với làm lửa lại. Rồi cốt này thì mình tiện lại 25 chạy chung với các đăng luôn nha, các đăng của 13. Rồi nền thì nền 13 luôn. GX 620 ha, cũng là T-Win giống con ngoài luôn. Nhưng mà con này nó không lên ga giống như con kia, nó lên ga sao. Mấy móc thì vệ sinh chùi bóng lại. Trước mắt là vậy, chút xíu mình gắn cái bình xăng con cái gì mình test rồi mình cho anh em nghe thử ha. Thì ở đây là phần bơm nè. Chắc xíu mình gắn cái lực gió zin vô rồi mình phét lỗ mình làm cho nó đẹp, nhìn cho nó vuông vức nó đẹp hơn. Rồi anh em nào có xài bình xăng con để alo mình ha. Thì mình canh bình xăng con mấy 6 13 20 25 32 người đó. Thì mình canh độ cho anh em. Mấy cái ga vuông này nè. Rồi nắp chao này kia là mình canh cho anh em hết ha. Bô titan gì đó là mình có rảnh làm nha anh em. Đây cũng là một em GX 620 nha. Em này thì cũng sáng chân luôn, ốc mát, đẹp hết. Tình trạng đang chạy bình thường. Thì video mình đã test rồi. Xíu đi rồi mình lấy bình vô thì mình test lại cho anh em xem lần nữa ha. Đây, 20 T-Win. Thì con này có ổ phá đây luôn. Đề sạc đầy đủ hết. Sạc nằm dưới đây. Đề đây. Này thì mở chụp cò ra thì chằng trắng ươi nè anh em, chứ không có vàng ha. Dòng máy xăng thì rất là đẹp. Cái này e kéo trên đây. E này kéo đây ha. Còn cái này lên ga. Thì anh em muốn cái cốt này xài cốt đuôi chuột hoặc tiện lại thì mình nhắn tiện ha. Tiện lại 25 cho anh em về cái đăng 13 luôn. Thì nên xài chung máy 13 mình. Máy tình trạng đẹp nha anh em. Thấy không? Nãy rửa thì mình bình lại. Rửa cho anh em về cái màu nhôm nha, chứ không có làm nó cháy màu hay bị ố nha anh em. Rồi ok anh em. Thì đây có hai thị của anh em gửi nè, đang làm nhân cầu canh lửa với là mình xăng lại cho anh em chạy ha. Anh em chịu khó đợi nha. Hổm bị té xe nên là chưa có làm lại kịp. Mưa này cũng đẹp quá nè. Cái dàn lông của nó là anh em coi nè, nước sơn zin nha, 550 một bạc. Cái tem cái mạc của nó đây.
đó. Bình xăng con có nói bình xăng viên này mình xài không nổi đâu anh em, canh nổi đâu, nó ba cây kim nè, hai kim gió, một kim xăng, cây kim canh đầu, cây đuôi tùm lum chứ. Ba cây kim này, một cây kim xăng đây nè, hai kim gió đây nè, canh chỉnh khó lắm. Giao bơm mà nó hư cái thì mình khó chạy lắm, mình chết để bình xăng con kim chạy dễ. Ok, thì có anh em nào độ máy hay này kia nâng cấp máy thì alo cho mình. Hiện tại cũng mình có thời gian mình lãnh máy cho anh em ha. Này máy 11 của khách, tình trạng hơi tệ nha. Lóc mục nước hết trơn này. Nhưng cố gắng làm lại cho anh em cho nó chạy, cũng đi để tay chạy vòng vòng nhà chứ không chạy độ đâu, nên cái đó mình chạy vừa vừa là làm được. Ok, mấy ba anh em nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Đây mấy anh em, cầu xăng, xăng thì nốt bằng bơm lên nghe anh em. Hút trực tiếp đề nghe anh em. Ok mấy anh em nha, máy móc thì ngổ ngọt ngào ha, sạc nè mình câu vô đây luôn, sạc bình luôn. Anh em muốn thử không, để mình bấm mình sạc thử cho anh em nghe. Thì cục sạc thang máy nó thì nó sạc vừa vừa anh em, tại còn chạy mình chạy tô lớn thì sạc nó sẽ mạnh hơn nữa. Đó, vừa vừa nó sạc này nè, lửa nó này nha. Thì anh em nào xài máy hai này cái gì alo mình ha. Nói chung là máy tiện máy lửa hết. Giờ nói chung là bao duyên cho anh em không có đụng chạm nha, nhưng mà mình trực tiếp mình lên chỗ hay lên bãi lên kho á mình đi săn máy cho anh em. Rồi chào mấy anh em, mới làm cái bô xong nha anh em. Đây anh em.
Rồi, anh em nào cần máy thì alo mình ha. Nói chung mình có máy nào thì mình hỗ trợ anh em hết mình ha. Ok mấy anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nha.